bờ sáng hơi sương, hơn 15 chiến sĩ đang đóng quân tạm tại một trường mầm non trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thủ Đức đã thức giấc. Những chàng lính tuổi đôi mươi, quân trang chỉnh tề, hành quân đến điểm an sinh xã hội khẩn cấp. Tại đây, họ bắt tay vào việc chia các gói an sinh và vận chuyển đến các khu, tổ dân phố. Một nửa tiểu đội hôm nay sẽ phân phát rau củ, thực phẩm, các gói an sinh đến tay bà con khó khăn. Thượng tá Lê Quốc Huy, Chính ủy Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7, chia sẻ về tình cảm của bà con những ngày đầu bộ đội về địa phương. Tất cả các chiến sĩ của chúng tôi đều là con em của nhân dân. Cho dù vùng miền nào thì đều là chiến sĩ của quân đội nhân dân và đều là con em của nhân dân. Vì vậy chúng tôi về đây xác định như là về nhà và đối với nhân dân là như người thân, như ruột thịt. Cho nên là chúng tôi làm việc hết sức trách nhiệm khi thấy bộ đội của chúng tôi làm việc và hăng hái như thế, bất chấp cái sự nguy hiểm về dịch bệnh, để đến với từng người dân, đến với từng ngõ, từng ngách, từng chỗ vùng sâu, vùng xa ở trên cái địa bàn này, thì nhân dân rất là hưởng ứng, nhân dân rất là đồng tình và nhân dân rất là cảm phục. Trong khi đó, gần 40 chiến sĩ tạm đóng quân nhà thiếu nhi phường Bình Trưng Đông đang tập kết và phân loại hơn 500 gói an sinh, chuẩn bị phân bổ về các phường. Trong vòng 3 ngày là các chú phải cho dùng clomin B. Đại tá Huỳnh Tấn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Hậu cần, chủ nhiệm Hậu cần quân khu đang kiểm tra nơi sinh hoạt ăn nghỉ của các cán bộ chiến sĩ, những quy tắc phòng dịch tại chỗ và việc vận chuyển các gói an sinh đến các hộ dân. Đưa vào cho người dân ấy là mình phải kiểm tra, vừa kiểm tra đát, vừa kiểm tra chất lượng, tránh tình trạng từ mình cứ xách cái bọc đó đi. Mình cứ xách mình đưa xuống gia đình mà nó ở trong đó nó bị gì đó và không ổn. Bây giờ đó là cục phòng đang đề nghị bộ phòng để cấp thêm cho anh em mình một người thêm một bộ đồ K20 nữa nhé. Dạ, thì hiện nay anh em có 2 bộ thôi. Rồi cấp thêm bộ nữa thì cũng đang làm việc cái cục quân nhu. Đó, thì khả năng là trong tuần này sẽ có về. Tại tổ 48, khu phố 5, hơn 37 hộ dân có mặt từ sớm ở đầu hẻm. Để đâu đi cô Lộ ơi? Để đâu đây? Để lên đây cái nền này đi. Cái nền này hả? 10 giờ trưa, chiếc xe bán tải tiến vào. Người dân như vỡ òa khi nhìn thấy bộ đội và thanh niên địa phương mang tiếp phẩm tận nơi. 47 nóc da lận thành ra ở đây là 37 phần vậy chứ chưa đủ đâu. Đem gạo đem đồ tới với cái bà có vui không? Vui chứ, mừng để cho cô bác chứ tội nghiệp. Mấy này cũng không chợ búa gì được đúng không ạ? Muối cũng không có, đường cũng không. Cái này chắc dùng chừng 2 ngày gia đình khẩu cũng đông. Gạo thì từng lãi được. Thì nói rắn có không giờ chợ búa mình không có đi được, về ăn cái dựng hạt tiền là thí dụ đó ăn 2 giờ ăn 1 hạt tiền là lại bây giờ đứa là khó khăn. Mà mới chỉ chưa đầy một tuần, những bước chân chiến sĩ trạo khắp ngóc cách phố phường đã trở nên thân thuộc, thắt chặt thêm tình quân dân gắn bó keo sơn. Từ chiến tranh đến bão lũ thiên tai và giờ là dịch bệnh.